Rồi, xin chào toàn thể anh em và miền Tổ quốc nhà. Em làm clip này là chủ yếu là để test gửi cho bà khách Thái Nguyên ngay bây giờ luôn. Đây, đồng hồ Upli mà vàng rất đẹp và size to. Size này là size to nhất. Đây. Ôi dồi ôi, nặng quá. Đây rồi, cho bác xem tần cảnh luôn. Đấy. Đây nhà nhá, để em đóng gói cái ly cho cẩn thận này. Lên cốt thì bác chỉ cần lách cái con lắc sang bên trái, sang bên tay trái đây này, đấy có cái chỗ này đấy. Bác qua đây, có cái tay khóa bác vào đây. Đấy, cái tay khóa bác vào đây. Sau bác vặn lên cốt, vặn khoảng 3-4 vòng thôi, đó là trường hợp hết cốt. Chứ cái này là cũng gần cốt tuần rồi cho nên còn lâu mới hết. Đấy, chỉnh giờ. Chỉnh giờ bác quay bằng kim phút bác quay. Cứ một tiếng nó chuông một lần. Đấy. Chỉnh giờ xong rồi dùng tay lắc cái là đồng hồ chạy. Đấy, lắc cái là đồng hồ bắt đầu chạy. Hết cót thì mình lại lên cót. Còn chỉnh nhanh chậm đồng hồ thì bằng độ dài của con lắc. Đấy, để độ dài con lắc là đây, bây giờ mình vận chuyển thì mình sẽ tháo ra. Tháo con lắc ra cho bác xem đây. Độ dài con lắc đây bác nhá. Vằn cái này này. Xuống thì đồng hồ sẽ chạy chậm, lên thì đồng hồ sẽ chạy nhanh. Hiện giờ thì em đã cắn chỉnh khá chuẩn rồi. Và đây là cái đầu em gửi cho bác. Riêng đối với đầu tất cả V5 Pro hoặc tất cả các đầu CD ô tô bên em sản xuất, cho nên bác cứ chơi thoải mái, sau này bác lại thích nâng cấp đổi con khác vô tư nha. Đổi con khác vô tư. Thậm chí lỡ có mặt xấu tróc trợt hay không ưng ý lắm thì bà cũng cứ chơi thoải mái đi, rồi lúc nào cần đổi thì gửi về em đổi con khác. Đó là đổi về em sản xuất được cho nên thoải mái. Thoải mái điều đấy nhá. Đấy. Setup sao bát chép EQ đầy đủ. Ba giải đầy đủ. Bluetooth, ấn phone, tìm điện thoại các kiểu có hết. Đấy, bây giờ em sẽ đóng gói cho bác rất cẩn thận. Em đã bỏ xốp các tiệc đấy rồi. Đấy, con đồng hồ này phải nói là 360 độ cho bác luôn, cực đẹp. Cực đẹp luôn. Đấy, cái chữ gọi là nó nằm ở trong cái chỗ này này. Đấy. Tiếc cho bác nào không mua được con này, đúng rồi, con này là quá ưng ý luôn. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá, em đóng gói cho bác khách đây.